Chào tất cả anh em. Hôm nay thì anh em có hỏi kênh công nghệ của mình là anh em muốn tư vấn về cái card màn hình của laptop, và anh em hỏi là hiện trên thị trường thì đang phổ thông là những dòng card gì và chiếc card màn hình nào đang là khủng nhất cho laptop. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video khách quan để mình chỉ cho anh em. Hiện trên thị trường nếu card màn hình laptop thì đang phổ thông thì có hai loại card màn hình, đó là card màn hình của hãng LVDA và card thứ hai là của hãng AMD. Nhưng trên thị trường thì có đến 80 đến 85% thì vẫn của NVIDIA thôi. Còn AMD hiện nay ở thị trường Việt Nam thì vẫn rất ít người sử dụng. Mặc dù cái độ phổ thông và cái độ tốt trên thế giới thì có thể là nhiều, nhưng mà ở Việt Nam thì cả AMD thì khá xa lạ. Bởi vì thị trường thì các bạn biết có 15% và 85% thì cũng không phải là một cái số chênh lệch cũng tương đối là cao. Còn nếu mà card màn hình laptop thì hiện nay trên thị trường thì nó phổ thông các dung lượng card từ 2GB này, 3GB này, 4GB này, rồi 6GB này, 8GB và cao nhất hiện nay đó là 16GB. Và phổ thông trên thị trường thì sẽ có khoảng vài dòng card. Chủ yếu thị trường Việt Nam thì ví dụ như các dòng card mà anh em muốn gaming, mà hiện nay cái thuật toán mà mọi người ta hay gọi dùng từ gaming mà mình rất hay giới thiệu cho anh em, đó là dòng card GTX. Còn nếu mà dòng card mà để thiết kế dạng như đồ họa chuyên nghiệp thì thường sẽ dùng dòng card LVDA Quad Duo. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu một vài dòng card cho anh em và chiếc card màn hình nào đang là khỏe nhất, mời anh em đón xem. Các bạn muốn tìm hiểu về các dòng card màn hình và bảng xếp hạng thì mình hay check cái trang Lotbook Check này. Các bạn vào trang web này và chúng ta chỉ cần đánh tên card màn hình này. Ví dụ mình cần tìm hiểu con GTX 1080 chẳng hạn, các bạn đánh phát thì nó ra hết các bảng xếp hạng đây. Hiện nay cái bảng xếp hạng đầu tiên ở dòng 1 thì các bạn có thể nhìn này. GeForce GTX 1080 Ti đang đứng ở số 1. Nó có rất nhiều dòng card màn hình này. GTX 1080 SLI chẳng hạn cho laptop này. SLI có nghĩa là nhân đôi đấy các bạn, nó sẽ có hai card 8GB nhân đôi là 16GB này. Xong bắt đầu đến 1070 SLI desktop này, đây là cái máy bàn này. 1070 laptop này. Hầu hết bảng xếp hạng này đứng đầu vẫn là card dòng GTX nha các bạn nhé. Và con card dòng chuyên nghiệp này các bạn có thể thấy là LVDA Quad Duo này, P5200 này, con này dung lượng card 16GB này. Dòng card này thì chủ yếu là hỗ trợ cho các kỹ sư dựng hình ảnh như là dựng phim, dựng 3D. Đây các bạn thấy hết này. Ví dụ mình tìm hiểu con card màn hình khủng nhất bây giờ đi, 1080 đi. Đây các bạn có thể thấy nó hiện toàn bộ thông số của nó này. Các bạn có thể thấy thông số của card GTX 1080 mới này, Ti này, dung lượng card của nó là 11GB nha các bạn nhá. GDDR5X và số bit của nó là 352 bit. Bình thường thì thông dụng nó sẽ là 128 rồi 256, nhưng con này 352 bit. Các điểm benchmark các thứ nó chấm sẵn ở đây này, chúng ta có thể đọc để tìm hiểu này. Đây. Còn dòng card mà chuyên nghiệp thì chúng ta vẽ đồ họa là chúng ta sẽ chọn những dòng card chẳng hạn như con P5000 vừa nãy mình nhìn này, mình thấy đang bảng xếp hạng của nó này. Con này thì lại 256 bit và 16GB card bộ nhớ này. Con card màn hình này mình tìm hiểu mua bên ngoài vài chục triệu, không phải là rẻ. Bit của nó là 256 bit. Nhưng ông card này thì lại rất là trâu và chủ yếu nó là dựng đồ họa khối, có nghĩa là dành cho dân kỹ thuật thôi. Con này để chơi game lại không tốt. Dân kỹ thuật thì thường mua dòng card này. Các bạn lưu ý dòng card này đắt hơn cái dòng card mà GTX nhiều nha các bạn nhé. Và hầu hết lắp trên những cái máy mà dòng card này lắp đều rất đắt tiền. Đây còn nếu mà những dòng card mà rẻ hơn ý, ở trên những cái dòng máy tầm trung ý, thì nó ví dụ như là 940 đây này, các bạn nhìn thấy này. Dòng này thì là dòng rẻ này. Mấy con AMD chẳng hạn với dung lượng mà GDDR5 bây giờ giá rẻ ấy, thì cũng khá là nhiều này. GX này, P các thứ này. Đây là dòng giá rẻ này. Ok. Tóm lại tổng kết với các bạn là một cái máy tính để quyết định nhanh hay chậm và để làm việc hay chơi game hay làm đồ họa tốt thì nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là RAM này, CPU này, cặp màn hình này, tốc độ ổ cứng này, vân vân và vân vân. Còn nếu mà phổ thông trên thị trường, nếu chúng ta mua dòng card nếu mà chúng ta nhẹ nhàng mà không có tiền thì chọn các dòng card 2GB. Còn nếu mà 2GB thì bây giờ đúng chính xác ra thì nó chỉ dùng văn phòng, giải trí hoặc đồ họa nhẹ nhàng thôi. Còn cao cấp hơn thì chúng ta dùng các dòng card series như là GTX 1050 này, 1060 này, GTX 1070 này, và cao cấp thì là 1080. Còn nếu mà các dòng máy mà chúng ta làm đồ họa chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ chọn các dòng như LVDA. Dù các dòng Quad Duo này ví dụ như nhẹ nhàng thì là K2001, rồi cao cấp hơn thì bây giờ nó là M1000, M2000, M3000, M5000. Còn cao cấp hơn nữa thì vừa nãy mình đã giới thiệu các bạn đó là P5000.
mà những cái con mà dòng card P5000 phải nói với các bạn máy của nó thì rất cao, 70-80 triệu đấy. Còn chương trình giới thiệu hoặc đánh giá giới thiệu card màn hình của mình đến đây là kết thúc. Còn anh em có những cái câu hỏi gì mà không hiểu về laptop hay là các đồ PC hoặc các sản phẩm MacBook thì anh em cứ vui lòng comment bên dưới, mình sẽ tổng hợp biên tập và quay những cái video trả lời cho anh em như này. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.